Kính chào quý vị và các bạn. Tôi vừa mới nhận được một cái cuộc điện thoại của một cái vị khách hàng. Cô đã đến với văn phòng và cô đã được tôi tư vấn. Và tôi cũng đã tư vấn cô qua điện thoại nhiều lần. Và cô cũng nói với tôi rằng là luật sư là người thứ tư tôi tư vấn. Và hồ sơ của cô thì tôi đã cho cô một cái lời khuyên rằng khó có cơ sở để thắng kiện. Sáng nay cô điện cho tôi, cô bảo rằng là bị đơn không đến nhưng tòa vẫn xử tôi thua. Đó là một cái video mà luật sư muốn tặng cho quý vị trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hôm nay tôi muốn giải thích cho quý vị và các bạn. Cái việc mà mình đi kiện, chắc chắn mình phải nắm cái cơ sở thắng. Mình phải có cơ sở để mình đưa ra những cái lập luận, những cái chứng cứ cho rằng cái yêu cầu của mình được tòa án chấp nhận. Còn cái việc bị đơn có mặt ở phiên tòa hay bị đơn không có mặt ở phiên tòa không làm ảnh hưởng đến cái kết quả của cái vụ việc. Cô bảo với tôi tại sao tôi đi kiện, bị đơn không có mặt mà tòa vẫn xử tôi thua. Rất là may mắn tôi có được tư vấn trực tiếp hồ sơ của cô. Và quý vị và các bạn biết không, chúng ta không có ý nghĩa rằng cứ đi kiện tòa là chúng ta sẽ thắng. Thưa không, quan điểm của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đưa cho quý vị và các bạn đúng một thông điệp: nhân văn. Nếu trong trường hợp cái chứng cứ, cái cơ sở pháp lý để cho chúng ta đi kiện, bây giờ tôi giả sử cho quý vị và các bạn nha. Nếu trong trường hợp chúng ta mới có, bây giờ trong cái vụ kiện hôn nhân và gia đình đi, kiện ly hôn và chia tài sản, có các em đến với tôi bảo rằng là chị, em được bên má chồng cho đất có 1 năm à, bây giờ hai vợ chồng em ly hôn, em kiện chia được không chị? Đó, cơ sở pháp lý là ở chỗ đó. Chị, nguồn gốc đất này là của gia đình em. Gia đình em, ba má em cho ông anh của em. Giờ ông anh của em, ông lấy vợ, giờ tự nhiên ông chết. Ba má em lấy lại được không chị? Các bạn thấy không? Trong từng cái cơ sở pháp lý, nếu trong trường hợp chúng ta không đưa ra được cái cơ sở pháp lý về quy định của pháp luật cho tới từng cái vụ kiện, thì rõ ràng những cái vụ kiện của mình nó khó có thể được chấp nhận. Cái thứ hai trong vấn đề này, tôi cũng muốn giải thích cho cô thêm một lần nữa. Ví dụ đương sự có mặt ở tòa án hoặc đương sự vắng mặt ở tòa án, nếu có bản khai rõ ràng đầy đủ thì tòa án sẽ dựa trên cái chứng cứ của nguyên đơn và dựa thêm cái bản tự khai của bị đơn để có phán quyết. Chứ không phải là người ta vắng mặt là người ta sợ, người ta tòa án sẽ chấp nhận toàn bộ cái yêu cầu của mình. Biết đâu trong cái vụ kiện này, bị đơn mặc dù là họ không đến tòa, tuy nhiên họ có những cái bản tự khai rất rõ. Vì lý do nào đó tôi có bản tự khai rồi, tôi yêu cầu được xin vắng mặt. Chứ không phải tự nhiên là cứ đi kiện rồi lại thắng. Các bạn ạ, trong cái việc mà các đương sự vắng mặt ở tòa án, có cái bản tự khai, có cái đơn đề nghị vắng mặt, tòa sẽ xét xử theo quy định của pháp luật. Nếu trong trường hợp bị đơn vắng mặt mà bị đơn cảm thấy cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị thiệt hại thì bị đơn có quyền kháng cáo
kể từ thời điểm nhận bản án, kể từ thời điểm niêm yết. Còn nếu như trong trường hợp bị đơn không có ý kiến thì thôi. Thông qua cái video này tôi tặng quý vị và các bạn, tôi không nói về luật, tôi không nói về bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ nói cho quý vị và các bạn đúng một thông điệp. Nếu quý vị đi khởi kiện, dù bất kỳ một cái vụ kiện nào, cho dù vụ kiện ly hôn, cho dù vụ kiện chia tài sản ly hôn, cho dù vụ kiện tranh chấp hợp đồng, cho đến những vụ kiện tranh chấp gọi đòi đất khai hoang, khẩn hóa, cho đến những cái vụ kiện khác như là hủy giấy, thì quý vị và các bạn phải cho tôi được một cái thông điệp. Để trên cái cơ sở đó chúng ta sẽ tư vấn, chúng ta sẽ đưa ra những cái căn cứ. Nhưng mà nói thiệt với quý vị và các bạn, cái cô khách hàng này cũng rất là, cô muốn đeo đuổi vụ việc cuối cùng. Cô bảo rằng là luật sư tư vấn cũng giống như những luật sư khác tư vấn, họ bảo tôi bỏ cuộc đi, nhưng mà tôi vẫn có một cái niềm tin rằng là hồ sơ của tôi là sẽ thắng. Nếu một cái nỗi bức xúc nào đó, có thể rằng là tôi chưa trực tiếp cầm nắm những cái chứng cứ quan trọng, mà chỉ là lời tư vấn đưa ra như vậy, thì hiện tại tòa án cũng đã có cái phán quyết. Tôi bảo thôi cô ơi, bây giờ vấn đề nằm ở chỗ mình cũng đã lớn tuổi rồi, hồ sơ thì không có cơ sở. Nếu trong trường hợp mình tôi tư vấn thì cô có thể cho rằng là cơ sở pháp lý là như thế, là không thỏa đáng. Tuy nhiên rằng cô đã tư vấn tới luật sư thứ 4, thứ 5 rồi, thì xin được dừng lại để mình chọn cái sức khỏe là quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, có những cái vụ kiện nó sẽ làm hao tổn sức khỏe, công sức của chính bản thân mình. Và có những cái vụ kiện, cái góc độ pháp lý của mình chưa đủ hoàn thiện. Và tôi nghĩ rằng thông qua một lời tư vấn, các bạn có thể hiểu được những cái quy định của pháp luật, để chúng ta trong một chừng mực nào đó chúng ta có thể có một cái niềm tin. Chúng ta thấy một cái tia sáng cuối đường hầm thì chúng ta mới đi. Còn bây giờ chúng ta chưa thấy tia sáng cuối đường hầm thì làm sao chúng ta đi được, phải không quý vị và các bạn? Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn.